Merkaba là trạng thái nhận thức toàn diện mà hầu hết những người thực hành tâm linh đều hướng tới. Những bậc thầy thăng thiên chủ yếu sử dụng nó để thiết lập mối liên hệ với những sinh mệnh ở cõi cao hơn. Cái tên Merkaba nghe có vẻ xa lạ, nhưng đó là phẩm chất vốn có của con người bạn. Nó sâu sắc, đẹp đẽ và đầy yêu thương. Ý nghĩa của Merkaba là gì? Hãy chia nhỏ các thành phần của nó ra để tìm hiểu. Chia từ Merkaba thành 3 phần. Merkaba. Từ này có nguồn gốc từ Ai Cập. Tương tự như xác ướp Ai Cập, Merkaba có nhiều lớp và khơi gợi trí tò mò. Nói một cách đơn giản, M có nghĩa là ánh sáng tự quay trong chính nó. K có nghĩa là tinh thần. Và 3 có nghĩa là cơ thể vật chất. Bạn cũng có thể thiết lập Merkaba của mình bằng cách kích hoạt nó thông qua sự tiến hóa của ý thức để cho phép bạn đạt đến các chiều không gian cao hơn. Kích hoạt Merkaba nghe có vẻ phức tạp, nhưng thực tế không phải vậy. Đó là bởi vì Merkaba của bạn đã có kết nối với nguồn. Bạn chỉ cần thực hiện thêm công việc để tiếp cận nguồn. Khi tự hỏi làm thế nào để kích hoạt Merkaba, bạn phải xem bên trong, tìm cách kết nối chiều thứ tư và thứ năm của hình thức tinh thần và thể chất của bạn. Tuy nhiên, bạn nên được cảnh báo rằng việc kích hoạt Merkaba có thể có các triệu chứng về thể chất. Đây là những triệu chứng ban đầu có thể khiến bạn bị sốc, nhưng nó không phải là điều khiến bạn lo lắng. Nó chỉ cho thấy rằng kích hoạt Merkaba của bạn đang hoạt động. Đừng lo, các triệu chứng sẽ qua đi khi bạn đạt đến kích hoạt đỉnh điểm. Kích hoạt Merkaba là khả năng kết nối các hình thức tâm linh và con người bạn. Merkaba là một ngôi sao 8 cánh được tạo ra từ 2 kim tự tháp hình tam giác. Một kim tự tháp hướng lên trên và kim tự tháp thứ 2 hướng xuống. Nó hài hòa giữa năng lượng nữ và nam. Hiểu Merkaba là gì là bước đầu tiên khi học cách kích hoạt Merkaba. Kim tự tháp hướng lên trên đại diện cho sự kết nối giữa cơ thể chúng ta và năng lượng vũ trụ. Kim tự tháp thứ 2 kết nối cơ thể chúng ta và trái đất. Kích hoạt Merkaba có nghĩa là tìm kiếm sự cân bằng giúp bạn đạt được sự hài hòa. Nó khiến bạn trở thành người tạo ra thế giới của riêng mình, tìm thấy sự cân bằng giữa tất cả các hình thức. Bạn có quyền kích hoạt Merkaba của mình và đó là thứ mạnh nhất bạn có thể có. Có nhiều cách khác nhau để kích hoạt Merkaba. Chúng bao gồm: 1. Thiền. Merkaba phải được kích hoạt bằng thiền định, và đó là những gì chúng ta sẽ học ở đây thông qua thiền Merkaba. Vậy, thiền Merkaba là gì? Năng lượng bao quanh cơ thể bạn. Trên thực tế, trường năng lượng có dạng hình học. Các trường năng lượng đến từ bên trong cơ và bao quanh cơ thể bạn. Chúng xoay quanh cơ thể bạn với tốc độ cao. Nhưng đáng buồn thay, vòng quay tốc độ cao đã chậm lại đối với nhiều người trong chúng ta, và đối với một số người, nó hoàn toàn dừng lại. Do áp lực của cuộc sống hàng ngày khiến tâm trí, cơ thể và tinh thần của bạn bị nhiễm ô. Nếu các trường năng lượng của bạn không hoạt động hoặc bị chặn, thì đó là một dấu hiệu đáng lo. Bạn sẽ không cảm thấy hoàn toàn được sống. Bạn sẽ có thể bỏ lỡ những chi tiết nhỏ làm phong phú cuộc sống của mình. Thiền Merkaba giúp bạn nạp lại các trường năng lượng và trở nên hoạt bát. Thiền Merkaba liên quan đến cách thở, những thay đổi trong tâm trí, cơ thể và trái tim, và thay đổi nhận thức của bạn. Đó là một cuộc hành trình hướng tới sự giác ngộ. Merkaba được cho là hiện diện ở đáy cuộc sống của bạn, ảnh hưởng đến năng lượng Kundalini của bạn ở gần đó. Thiền Merkaba giúp năng lượng Kundalini dễ dàng tăng lên và lan tỏa khắp cơ thể bằng cách giải phóng tắc nghẽn, làm sạch các luân xa. Thiền Merkaba điều chỉnh các trường năng lượng của cơ thể bạn và cho phép chuyển động năng lượng dễ dàng hơn. Việc thiền định nâng bạn lên ý thức cao hơn và đưa bạn vượt qua những giới hạn của cuộc sống hàng ngày.
Đây là một kỹ thuật thiền nâng cao, được khuyến khích nghiên cứu và thực hành cẩn thận với một người hướng dẫn đã có kinh nghiệm. Thực hành thiền Merkaba thông qua quá trình 18 hơi thở hình cầu. Hơi thở đầu tiên, hít vào và mở rộng trái tim để cảm thấy yêu đời hơn. Hình dung ánh trăng sáng bao quanh cơ thể bạn. Khi bạn hít vào, đặt ngón tay cái nhẹ lên ngón tay trỏ và tách các ngón tay khác ra. Giữ lòng bàn tay của bạn hướng lên trên. Hơi thở vào phải được thực hiện theo các thức thở của yoga. Hít vào bằng cả hai lỗ mũi, trước tiên từ dạ dày, sau đó đến cơ hoành và sau đó đến ngực. Thở ra với phần bụng hóp vào và nâng lên khi thở ra. Giữ cho ngực vững, thư giãn sau khi thở ra. Giữ nhịp thở của bạn nhịp nhàng đến 7 giây khi bạn hít vào và thực hiện tương tự trong khi thở ra. Di chuyển nhãn cầu của bạn về phía nhau một chút khi bạn thở ra và sau đó nhẹ nhàng nhìn lên trên. Bạn sẽ có cảm giác nhói nhói nhẹ giữa hai mắt. Sau đó nhìn xuống, bạn sẽ thấy một luồng đang chạy dọc sống lưng. Hơi thở thứ hai. Khi bạn cảm thấy năng lượng đang đi xuống cột sống, hãy thay đổi ấn quyết, nối ngón tay cái và ngón giữa, hít vào và thở ra, giống như cách bạn đã làm trong nhịp thở đầu tiên. Hơi thở thứ ba. Thay đổi ấn quyết, chuyển ngón tay cái chạm ngón đeo nhẫn và hít thở theo cách tương tự như bạn đã làm trong nhịp thở đầu tiên. Hơi thở thứ tư. Nối ngón tay cái và ngón tay út trong nhịp thở thứ tư. Hít vào và thở ra, giống như cách bạn đã làm trong nhịp thở đầu tiên. Hơi thở thứ năm. Đưa ngón cái trở lại ngón tay trỏ và thở giống như cách bạn đã làm trong nhịp thở đầu tiên. Hơi thở thứ sáu. Lặp lại nhịp thở và thủ ấn thứ hai. Sáu nhịp thở đầu tiên giúp cân bằng các cực và làm sạch hệ thống điện của bạn. Bảy nhịp thở tiếp theo là phần thứ hai. Hơi thở thứ bảy bắt đầu bằng một kiểu thở mới, cảm nhận tình yêu trong trái tim bạn và hít vào. Hình dung một cái ống chạy từ trên đầu xuống dưới chân. Cảm nhận một năng lượng pranic di chuyển từ đầu ống về phía rốn và tương tự. Một năng lượng pranic di chuyển lên từ đáy ống về phía rốn. Khi bạn hít vào, hai điểm gặp nhau và mở rộng. Chạm ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa với nhau và giữ lòng bàn tay hướng lên trên. Hít vào và thở ra sâu theo nhịp điệu yoga mà không cần nín thở bất cứ lúc nào. Hơi thở thứ 8. Hít vào tự nhiên khi phổi của bạn tự hết khí trong lần thở ra trước đó. Năng lượng pranic ở rốn của bạn tiếp tục phát triển về kích thước. Khi bạn thở ra, năng lượng pranic đạt đến kích thước tối đa. Giữ nhịp thở nhịp nhàng, liên tục với cùng một ấn quyết như hơi thở thứ 7. Hơi thở thứ 9. Khi bạn hít vào và thở ra theo một kiểu thở giống nhau và cùng một nhịp thở, năng lượng pranic sẽ tập trung ở vùng rốn vì nó không thể phát triển lớn hơn nữa. Với việc hít vào và thở ra, năng lượng pranic ngày càng sáng hơn. Giữ nhịp thở nhịp nhàng, liên tục với cùng một ấn quyết như trên. Hơi thở thứ 10. Khi bạn hít vào, năng lượng pranic trở nên sáng hơn, đạt đến giới hạn tối đa và trở thành một quả cầu ánh sáng trắng chói mắt. Khi bạn thở ra, hãy tạo một lỗ nhỏ bằng môi và thổi khí ra với áp lực. Khi bạn thở ra, quả cầu màu trắng mở rộng qua đầu ngón tay của bạn, bao bọc cơ thể bạn trong một quả cầu ánh sáng trắng. Giữ nhịp thở nhịp nhàng liên tục với ấn quyết như trên. Hơi thở 11. Thư giãn và hít thở nhịp nhàng cùng với ấn quyết như trên. Cảm nhận dòng chảy prana từ trên xuống và từ dưới lên gặp nhau ở rốn và mở rộng thành một hình cầu lớn hơn. Hơi thở thứ 12. Thư giãn và hít thở nhịp nhàng cùng với ấn quyết như trên. Cảm nhận dòng chảy prana từ trên xuống và từ dưới lên gặp nhau ở rốn
và mở rộng thành một hình cầu lớn hơn. Hơi thở thứ 13. Thư giãn và hít thở nhịp nhàng cùng với ấn quyết như trên. Cảm nhận dòng chảy prana từ trên xuống và từ dưới lên. Gặp nhau ở rốn và mở rộng thành một hình cầu lớn hơn. Hơi thở này ổn định trường prana. Hơi thở thứ 14. Cảm nhận tình yêu trong trái tim bạn và hít vào. Khi bạn làm vậy, chuyển điểm gặp gỡ ban đầu của năng lượng prana từ rốn lên xương ức. Quả cầu lớn sáng hơn chứa trường ban đầu, di chuyển dọc đến xương ức ở bên trong ống năng lượng. Thay đổi ấn quyết bằng cách đặt lòng bàn tay trái lên lòng bàn tay phải đối với nam và ngược lại đối với nữ. Hít thở nhịp nhàng và thoải mái, tập trung vào dòng chảy prana trong cơ thể. Gặp nhau ở xương ức và bắt đầu mở rộng. Cảm nhận hơi thở, dòng chảy năng lượng và kết nối của bạn với cuộc sống. Ba nhịp thở cuối cùng rất quan trọng. Chỉ làm điều này khi bạn kết nối với cái tôi cao hơn của mình. Hơi thở thứ 15. Hãy lấp đầy trái tim bạn bằng tình yêu và nhận biết ba hình tứ diện chồng lên nhau. Một hình tứ diện thường không di chuyển và được cố định trong cơ thể. Một hình mang tính nam và có điện. Nó đại diện cho tâm trí con người. Khối tứ diện này quay ngược chiều kim đồng hồ. Hình tứ diện thứ ba có tính nữ và có tử tính, quay theo chiều kim đồng hồ. Nó tượng trưng cho cảm xúc của con người. Giữ tay và hít vào, trong đầu nghĩ rằng hai tứ diện chuyển động phải quay với tốc độ bằng nhau. Tạo một lỗ bằng môi và thở ra khi các tứ diện ngôi sao quay theo các hướng ngược nhau với tốc độ bằng nhau. Trải nghiệm của Merkaba bắt đầu từ đây. Hơi thở thứ 16. Giữ ấn quyết với hai lòng bàn tay đặt lên nhau. Hít vào và khi thở ra bằng miệng. Tương tự như nhịp thở thứ 15, bạn có thể cảm thấy tốc độ của các khối tứ diện tăng lên gấp đôi và chúng tạo thành một cái đĩa quanh cơ thể bạn ở gốc cột sống. Đĩa bị lung lay và cần ổn định. Hơi thở thứ 17. Giữ ấn quyết như trên, cảm nhận tình yêu vô điều kiện cho cuộc sống. Hít vào, nói với tâm trí của bạn để tăng Merkaba lên 9 trên 10 tốc độ ánh sáng. Thở ra bằng miệng giống như nhịp thở thứ 15. Hít vào và thở ra một cách cân bằng theo cách hít thở yoga. Thở mạnh ra và ổn định Merkaba của bạn. Hơi thở thứ 18. Bạn sẽ nhận được hơi thở thứ 18 từ linh hồn cao hồn của bạn. Nó sẽ đưa bạn vượt qua tốc độ ánh sáng vào một thế giới khác trong một thời gian. Một cách khác để kích hoạt Merkaba là hình dung nó và cách nó di chuyển. Sử dụng trí óc của bạn để xem các kim tự tháp quay, sau đó hỏi nó bất cứ điều gì bạn muốn. Để làm được điều này, bạn phải tin tưởng vững chắc vào Merkaba của mình và tin tưởng vào tất cả những gì nó có thể làm được. Bạn không nên có bất kỳ nghi ngờ nào trong tâm trí của bạn. Để kích hoạt Merkaba tốt nhất thông qua trực quan, bạn phải thực hiện hàng ngày, thực hành hình dung ít nhất một lần một ngày. Điều này đảm bảo nó được cung cấp đầy đủ năng lượng và giữ nó như vậy. Thực hành kiểm soát hoàn toàn Merkaba của bạn và đừng để niềm tin của bạn dao động trong khi thực hiện nó để có kết quả tốt nhất. Cách cuối cùng để kích hoạt Merkaba mà bạn có thể sử dụng là đưa ra các lệnh. Nó có thể là khó sử dụng nhất, nhưng nó không kém phần hiệu quả. Bạn phải sử dụng trực giác của mình để chỉ huy nó. Tập trung là một trong những cách tốt nhất để đảm bảo kích hoạt của bạn hoạt động. Bạn có thể ra lệnh cho Merkaba của mình làm bất cứ điều gì bạn muốn bằng cách sử dụng các lệnh rõ ràng. Sử dụng những từ như Merkaba, xin hãy giúp tôi cân bằng năng lượng của mình, và Merkaba, xin hãy giúp tôi thấy sự bình yên. Các mệnh lệnh trực tiếp được đưa ra bằng giọng điệu rõ ràng, êm đềm, có hiệu quả như thiền định và hình dung. Bạn cũng phải có niềm tin sâu sắc vào Merkaba của bạn để nó hoạt động. 10 triệu chứng kích hoạt Merkaba. Kích hoạt Merkaba không chỉ đòi hỏi bản thân tâm linh của bạn. Bạn phải sử dụng cơ thể của mình
và tìm sự thống nhất giữa cơ thể và tinh thần để kích hoạt Merkaba thành công. Tuy nhiên, cơ thể của chúng ta có giới hạn và chỉ có một số việc mà chúng có thể làm được. Do những hạn chế của chúng ta, bạn có thể bắt đầu gặp các triệu chứng kích hoạt Merkaba có thể khiến bạn bất ngờ. Bằng cách chuẩn bị và biết những triệu chứng nào có thể ảnh hưởng đến bạn, bạn sẽ đi trước một bước. Dưới đây là một số triệu chứng kích hoạt Merkaba khó chịu mà bạn có thể gặp phải khi bắt đầu kích hoạt Merkaba. Đừng để điều này làm bạn lo lắng. Tất cả sẽ trôi qua với đủ thực hành kích hoạt Merkaba. 1. Đau đớn về thể xác dữ dội. Đây là một trong những triệu chứng kích hoạt Merkaba mà hầu hết mọi người đều báo cáo gặp phải. Cơn đau của bạn có thể khác với cơn đau của những người khác, nhưng các triệu chứng thì giống nhau. Bạn có thể cảm thấy đau nhức cơ thể hoặc cảm cúm. Điều này là do những thay đổi về thể chất đang diễn ra ở cấp độ di truyền. Đừng ngạc nhiên nếu bạn thấy vết bầm tím do kích hoạt ánh sáng Merkaba mang lại. DNA của bạn sẽ trải qua những thay đổi, biến đổi cơ thể, dẫn đến đau đớn và đôi khi bầm tím. Cơn đau và vết bầm tím chỉ là tạm thời và sẽ giảm dần theo thời gian. Thực hành đủ với Merkaba của bạn sẽ giảm đau. Kích hoạt Merkaba cũng giúp loại bỏ bệnh tật và làm chậm quá trình lão hóa. Điều này có vẻ như là một thương mại công bằng đối với tôi. 2. Cảm xúc mãnh liệt. Không phải tất cả các triệu chứng kích hoạt Merkaba đều là thể chất. Bạn có thể cảm thấy buồn bã hoặc tức giận dữ dội trước hoặc sau khi kích hoạt Merkaba của mình. Sẽ không có một lý do cụ thể nào đằng sau cảm xúc của bạn, vì tất cả đều xuất phát từ việc bạn kích hoạt Merkaba. Nó cũng làm cho bạn nhạy cảm hơn với những thứ và những người xung quanh bạn. Cảm xúc của họ có vẻ được khuếch đại hơn và bạn có thể bắt đầu cảm nhận được chúng. Tuy nhiên, bạn phải cẩn thận, vì những cảm giác này có thể dễ dàng lấn át bạn và bạn phải tìm cách tốt hơn để kiểm soát chúng. Bạn sẽ phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình và cách bạn phản ứng với những người xung quanh. Hãy đến một không gian an toàn và thư giãn nếu mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức với bạn. 3. Mất ngủ. Bởi vì bạn đang kích hoạt sức mạnh cao hơn, cơ thể của bạn có thể tạo ra nhiều năng lượng hơn mức có thể xử lý. Điều này có thể khiến bạn mất quá nhiều năng lượng để ngủ, khiến bạn thức cả đêm. Nó cũng có thể làm gián đoạn giấc ngủ của bạn, khiến bạn không ngủ đủ giấc. Mất ngủ sau khi kích hoạt Merkaba là phổ biến, và bạn có thể tìm cách để kiểm soát nó. Cố gắng ngủ một giấc bất cứ khi nào bạn có thể và tìm những thứ lành mạnh để chiếm thời gian của bạn trước khi ngủ. Đọc một cuốn sách, thiền hoặc bắt kịp một số công việc của bạn để dành thời gian. Hãy thử tìm cách để ngủ nhiều hơn bất cứ khi nào bạn có thể. Tất cả sẽ sớm trôi qua. 4. Bạn trở nên bất an. Nhận thức tốt hơn về tâm linh của bạn khiến bạn khám phá ra mục đích của mình và tìm thấy nhiều điều để làm phong phú tâm hồn của bạn. Bạn có thể phát hiện ra rằng những điều bạn từng yêu thích trước đây không còn khiến bạn hạnh phúc nữa, và bạn không còn tìm thấy niềm vui trong những điều đơn giản. Một số nói về việc không hoàn thành công việc của họ, và một số thậm chí từ chức. Điều này xảy ra bởi vì họ thấy kiếm tiền là vô nghĩa. Bạn có thể trở nên bất ổn trong công việc của mình và cảm thấy khó tập trung hơn. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi bạn đạt được điều gì đó viên mãn hơn và bắt đầu làm những gì bạn yêu thích. 5. Bạn cảm thấy không trọng lượng. Bởi vì khi lên cao hơn, bạn sẽ mất đi cảm giác cân nặng. Cơ thể của bạn không cảm thấy như nó thuộc về bạn. Nó không đè nặng bạn hay khiến bạn cảm thấy nặng nề. Thay vào đó, bạn cảm thấy nhẹ nhàng và không trọng lượng, giống như không có gì đang kìm hãm bạn. Cảm giác này xuất hiện bởi vì bạn không còn dính mắc vào những thứ của thế giới này và thể chất của bạn vượt lên trên. Thế giới vật chất không kiểm soát cuộc sống của bạn và bạn được nâng lên một trạng thái cao hơn. Cảm giác này chỉ là tạm thời, nhưng bạn có thể tận hưởng chính mình trong trạng thái này. 6. Những giấc mơ sống động. Bạn có thể bị mất ngủ và sau đó những khoảnh khắc bạn có thể nhắm mắt lại.
bạn có những giấc mơ dữ dội. Hầu hết các nền văn hóa đều tin rằng những giấc mơ mở ra cho chúng ta thế giới tâm linh, giúp chúng ta có thể giao tiếp với các linh hồn trong cõi này. Họ dành thời gian chúng ta đang ngủ để chuyển cho chúng ta những thông điệp có thể ảnh hưởng đến chúng ta trong giờ thức. Những giấc mơ bạn có sau khi kích hoạt Merkaba có thể là những thông điệp bạn nhận được từ nguồn. Họ cảm thấy rất sống động bởi vì bạn phải nhớ thông điệp là gì và tìm cách giải thích nó. Sử dụng thời gian thức dậy của bạn để tìm lời giải thích cho những giấc mơ này và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. 7. Suy nghĩ xâm nhập. Hướng suy nghĩ của bạn vào trong khi kích hoạt Merkaba có thể dẫn đến những suy nghĩ xâm nhập. Điều này làm khuếch đại những suy nghĩ bên trong đầu bạn, khiến chúng trở nên dữ dội hơn. Những suy nghĩ có thể cảm thấy như chúng đang đè nặng bạn và khó kiểm soát. Với thực hành, bạn có thể học cách biến những suy nghĩ này thành tích cực và sử dụng chúng để giao tiếp với ý thức bên trong của bạn. Xây dựng một mối quan hệ lành mạnh với nó, hiểu nội tâm của bạn nhiều hơn và bạn sẽ có mối quan hệ tốt hơn với chính mình. Những suy nghĩ sẽ không đè nặng bạn nữa và khiến bạn cảm thấy lạc quan hơn. 8. Kết nối với bản thể bên trong của bạn. Bởi vì bạn đang rèn luyện suy nghĩ của mình để trở nên tích cực hơn, bạn trở nên kết nối nhiều hơn với con người bên trong của mình. Thiết lập kết nối này giúp bạn hiểu thêm về bản thân và điều gì mang lại cho bạn niềm vui thực sự. Mặc dù cảm giác này có thể tràn ngập, nhưng tốt hơn hết, bạn nên học cách kiểm soát nó. Điều này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về bản thân và để bạn tận hưởng công ty của chính mình hơn. 9. Cách ly. Hướng suy nghĩ của bạn vào bên trong khiến bạn tập trung vào bản thân và có thể khiến bạn khó tương tác với những người bạn cũ của mình. Bạn có thể thấy mình rút nhiều tiền hơn khỏi công ty. Bạn có thể bị choáng ngợp bởi cảm giác cô đơn và quẫn trí. Điều này là do kích hoạt Merkaba phá vỡ liên kết cũ của bạn và tìm những liên kết mới để thay thế chúng. Bạn có thể thử chiến đấu với cảm giác này, nhưng nó là không thể tránh khỏi. Một khi sự phá hủy kết thúc, bạn sẽ lấy lại được các mối liên kết của mình và thậm chí tạo ra nhiều thứ khác để làm giàu cho bạn. 10. Bạn đang thay đổi. Bạn đột nhiên không biết mình là ai nữa. Bạn bị cô lập với bạn bè và gia đình, và công việc không còn khiến bạn hài lòng. Mặc dù bạn biết bạn là ai ở bên trong, bạn không còn nhận ra chính mình nữa. Bạn có thể lấy lại danh tính của mình bằng cách chấp nhận bạn mới, và nó sẽ giúp bạn trong hành trình kích hoạt Merkaba của mình. Làm việc để xây dựng kết nối của bạn với nội tâm của bạn và để nó phản ánh ra bên ngoài. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu về bản thân và kiểm soát cuộc sống của bạn. Kích hoạt Merkaba là một thực hành phức tạp, nhưng bạn có thể thành thạo với thời gian. Bạn có thể bắt đầu bằng cách tự hỏi mình cách kích hoạt Merkaba. Đây là bước đầu tiên để thực sự chấp nhận và sử dụng sức mạnh của bạn. Đừng sợ nếu bạn bắt đầu gặp các triệu chứng kích hoạt Merkaba ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn. Những thay đổi này có thể ảnh hưởng đến thể chất của bạn, nhưng bạn không nên lo lắng. Khi thực hành đủ, các triệu chứng sẽ giảm dần và bạn sẽ trở nên hòa hợp với bản thân hơn. Điều này mang bạn đến gần hơn với các sinh vật thể chất và tinh thần của bạn và làm cho việc kích hoạt Merkaba của bạn thành công.